So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ vác khẩu Barret Chan 2 vào bắn zombie cho anh em xem nha. Thì đây là một khẩu Barret, nói chung là Barret thì vào bắn zombie thì đam to rồi. Khoảng 3 viên là hẹo con zombie, không ai nhiều. Viên thứ nhất là lửa cây, viên thứ hai là gần ngõm nháy, viên thứ ba là xin vũ biệt cụ rồi mít. Ôi giời ơi mít, cái gì đây, cái gì đây, để bỏ lại bỏ là mít ngoài rồi, mít ngoài là thế nào, double kill rồi. Quarter nó ngó, quarter nó ngó, đéo chơi đéo chơi đéo chơi, đi đi qua chơi rồi. Cái khẩu này thì nó có cái tâm giả nhá, nhìn rất là hay. À, đi đâu đấy, đi đâu đấy, mấy cái con thủy hủy diệt mắc nâng cấp này phát vào đầu đi luôn kìa. Mấy con hủy diệt mắc nâng cấp này, mắc tiến hóa này chắc phải tầm 45 viên đi các bạn. Rồi Barret Internet 2k phát mà. Cái này mà được búp búp đam Barret nữa thì búp đam sniper nữa thì nick crack. Rồi đi đâu? Mày đi đâu? À, ui trời 4k mốt. Bắn vào đầu khổ con y tá. Y tá cùi nó. Ghê 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 nhờ. Đây vào đây không biết, vào đây không biết nào, vừa đây vào nữa đây, vào đây mà xe, vào đây mà xe, vào đây mà xe, vào đây mà xe. Ui trời, một phép ba. Rồi, từ nhá, từ còn rất đông, còn hai con tơ đột thổ này nữa. Ê, thằng này khôn thế nhỏ, nó thấy ra mình chém đặc biệt cái là nó lùi luôn ạ. À. Ui ôi còn hai con dịch chuyển, một con không biết là à, một con chở bom nghe này, ba con tơ. Ui yếu mẹ, ui từ từ anh ơi, từ bình tĩnh, bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Đợi ta đi là liếm mấy cái hòm đó, mẹ nó yếu quá anh em ơi, đã tí hòm đến tập này chết rồi, hỏng rồi anh em ạ. À, hòm nó trả lên được mấy chứ mà con hơn quá con cậu. Ui nó né giỏi nhờ, được nhá mày, đâu nó né kìa mẹ, quả đặc biệt mình không trúng phát nào luôn, kinh. Được mẹ mày khá đấy. Rồi đây đây, ăn dịch chuẩn. Mày dịch chuẩn. Mày, ui thằng này siêu yếu. Mẹ thằng kia nó không chém là mình quẹt cho nó một quẹt nữa là đi rồi đấy anh em ạ. Ăn trọn quả combo vậy, đặc biệt luôn. Rồi những quả yếu lắm rồi, không làm gì được anh em ạ. Quả như một quả đi rồi. Rồi không sao, vẫn cứ ok thôi. Sniper thì cứ lên cái góc này mà thẩm du thôi. Lên đây mà bắn thôi. Mất gì ra, lên đây vẩy anh em ạ. Mình cũng khá là ít chơi zombie vì nó thứ nhất là nó lâu, thứ hai là nó nóng máy nhanh anh em ạ. Chơi zombie không biết anh em như nào, chơi zombie là một này, chơi AI là hai này, máy nóng nhanh vãi cút. Đâu nhiều tiền gì bán C4 nó còn đỡ, bán C4 nó còn được gọi là chấp nhận được. Còn bắn zombie này lên tầm khoảng 10 phút trở lên là nó nóng thì thôi rồi luôn. Thôi rồi Lượm ơi. Nhỏ nó toàn luôn. Nó chạy đi bạn ơi. Ui dồi ôi, nó vây kìa. Sorry bạn Hiền nha. Mình lại phải ăn kill của bạn thôi. Mình lại phải ăn kill bạn ấy. Mày nhảy cũng đẹp đấy. Ui ôi, trâu bỏ thế nhô. Trâu bỏ. Phan. Đấy, thằng này lúc nào nó cũng nhặt được khẩu 51 ngon thế nhỏ. Được biến hero đấy anh em ơi. Không biến rồi, bắn đã, gãy tí đam đã, kem gãy tí đam đã. Và bắn thường một người 2k thôi. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, ai à. Vậy hay, toàn chuột ạ, liên hoàn chuột ạ. Đi đâu, nào. Ui ui, có số gióm. Đúng rồi, bắn nó đi. Em ở sau em là hậu phương vững chắc của anh luôn. Đúng rồi, ui trời ơi, hay quá, hero ơi. Ui dồi, tôi tao xin. Tao xin chung mày. Khiếp. Anh từ anh nhẹ nhàng, anh bay qua như một vị thần. Anh xè cái, may mà xè trượt anh em ạ. Trời, con mẹ, ai à, nó có phồn nó đéo xuống anh em ạ. Mình tưởng nó lao xuống luôn nhưng nó đéo lao. Đây đây, đây. À, mấy con giống non này nhỉ. Nó lên. Ghê, vào đây. Ui giời ơi. Quay ra đằng sau anh á, đã đứng đằng sau anh cầm hai cái song kiếm anh phạt cho mẹ. Không còn cái gì để mà đỡ nổi nhưng mà tính ra mấy tơ này nó né ra kinh phết chứ. Né đặc biệt, chưa đặc biệt của mình khắm phết anh em ạ. Rồi,
có khi phải la liếm cái hòm, có khi là phải la liếm cái hòm anh em ạ. Đây, đây rồi, mẹ là cái thằng này lại nhặt mất này, đúng thế nhở, nhặt mất rồi anh em ạ, nó nhặt mất rồi, nó nhặt mất rồi, rồi VPR nữa đây này, lấy đâu ra hàng mà ăn, lấy đâu ạ, ui trời 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 trời, lấy cho, ui rồi, sờ nát trượt, à thằng này định cận chiến rồi hả? Ôi bạn ơi, cận chiến là cái gì? Bắn cho nó sửa. Double kill. À đây, đâu hết rồi. Ô. Ô ô ô. Đâu. Ôi giời, nhanh chết nhanh thế nhở. Con này zoom hơi yếu nha. Zoom mới có 4 quần à. Ôi giời, ông nào còn cận chiến thế kia nữa. Chết 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 chết. 4 giờ còn 3 anh em ạ. Thôi đổi súng cái đéo gì. Mẹ bắn đi khổ. Đổi súng cái máu đi. Ôi rồi, rồi có thằng đi. Mẹ nó có con perfect ở trên nó chửa thì cũng chịu không. Cút chặt chỗ khác để cho tao còn chơi nào. Ôi trời ơi. Mày đi đâu, mày đi đâu, đứng đấy mà bắn. Bên trên này không lên, đứng cái bờ tường lên nó chẳng dí chết. Bờ tường là nó ấy được anh em ạ, nó đứng dưới nó cào được. Perfect cứ lăm 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 lăm. Ui thôi, cái gì đấy, sao lại bỏ em anh ơi, sao lại bỏ em. Ui 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 chết. Ui đồng thế, ui mất con mẹ ra rồi. Ui thôi đam môi sinh vật, đam môi sinh vật. Để biến hero nhảy đấy. Ui thật đéo là nhảy rắc kìa. Mẹ nó, mình tưởng là quả mình nhảy sắp lọt thì mình không biến hero. Mẹ nó, cái đéo nào nhảy rắc cái ra thôi, cút luôn. Thì biến mẹ hero cho lành nhỉ. Thi đậu lạc 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 này, lạc này, ấy, chém gần như thế không mất máu, một phía 21, một phía 21, chạy nhanh đấy, ôi lên trên đấy thì lại chết thôi, sống làm sao được, lên trên đấy thì lại chết thôi, chửa bom lên bạn đây, đúng không, ôi trời ơi, nó nhắm, có băng kìa, ghê chua, ghê chua, ghê chua, ghê chua, chém lo, mày chạy đâu, mày một phát, hai ca rồi, hai ca rồi. Tao zoom for zoom fight tao chấm 2k thế này. Ô ô ô. Lại được chấm từ thêm Q nó hồi sinh các bạn. Ngon. Yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Một chém. Của tao. Nào. Rồi thằng kia chặn đầu rồi. Ôi giời ơi, đi đâu một vụn mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải cái sóc kiếm của thằng Tơ. Chặn cả mẹ đầu luôn ạ. Gớm thật. Rồi hiệp này được búp 5 quả lựu đạn anh em ơi. Cái này mà ông nào mang cái quả lựu đạn này chuối vào thì đúng rồi, úi trời ơi luôn. Cái quả bó lựu đạn này nhắm rôm phê lắm anh em ạ. Càng đông càng vui, nhắm gọi là bố của, úi giời ơi súng khạc lửa, úi giật thế nhờ, phải chết mẹ rồi. Hình như là đến giờ rồi anh em ơi. Đến giờ giật rồi, máy nóng rồi. Ôi, quả này mà cho trứng lên thì khả năng là chín anh em ạ. Giật quá, giật quá. Ôi ơi, ôi ơi, ôi ngắm sniper nó như thế này thì chịu rồi. Ôi ơi, ôi thật chết rồi. Đã bắn được rồi anh em ơi. Riêng cái quả giật lag này thì bắn sniper chịu chết. Đấy, đổi đi. Đổi đi. Rồi. Cái đéo nào. Chết. Biến ngay. Cái đéo nào ra nhặt khẩu. Của ăn là chứ tư với khẩu VAPR của nó phải đánh thật được gì. Hay là mình đang cầm chú cầm nhỉ. Thôi. Hoặc đâu. Có xíu hỏng. Ôi đông quá, đã giật lại còn đông nữa cơ mà. Nghe mấy cái thằng này thiêu kinh quá. Giật kìa. Anh em có thấy cái sự giật không hề nhẹ. Đấy anh em cứ bỏ lời. Máy ngon đi. Mẹ nó cũng sắp không trụ được cái mùa này. Không biết mùa sau có còn trụ được nữa hay không. Người cực khổ mẹ. Tiền thì đéo có mà mua máy mới. Mà là game. Nó giật vãi loằn anh em ạ. Ôi giời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Quá thằng Tư nó vào thì nó lại đỡ lạc. Chết vợ nó đỡ lạc. Nó chết vợ. Ôi giời ơi, khoáng được 2 năm perfect rồi này. Đó. Yếu con mẹ rồi. Để trên này đứng hóng thôi. Đợi có đặc biệt thì xuống nhảy xuống hỗ trợ đồng đội. Đó, từ. Rồi thằng kia nó đang ra. Nó ra nó chơi nhau với thằng này cái là mình mẹ chạy cho đặc biệt. Ê ôi, cơ hội. Ui ui, nó gồng. Nó gồng không thì quả. Ui mẹ nó còn có hồi sinh ạ, vãi cút. Hồi sinh, đấy, trăm được mấy trăm. Được mấy ca đấy.
45 phát 650 được mấy ca đấy. Mày, ôi giời ơi, phí quá đặc biệt quá anh ơi. Phí quá, đây còn con nữa anh ơi. Còn con nữa, còn nữa, con này là túp quả rắn thôi. Thằng nó, này, là sao rồi? Ui dồi, mình chết hay nó chết? Ôi giời ơi, nó chết anh em ạ. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên cho mình một like và subscribe nếu muốn chờ nhận vào clip mới nhất nữa nha. Giật qua nghỉ thôi anh em ơi.